Quý vị và các bạn, chiều qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo và người có công với cách mạng tỉnh tổ chức họp về giả soát hỗ trợ nhà ở cho người có công và hộ nghèo năm 2019-2020 đợt 2. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đợt 1 toàn tỉnh ra soát và đang triển khai xây mới nhà ở cho gần 700 hộ, dự kiến tổng số tiền hỗ trợ là trên 55,4 tỷ đồng, với mức 80 triệu đồng một nhà từ nguồn ngân sách tỉnh, huyện, thành phố, thị xã và nguồn xã hội hóa. Đến nay, toàn tỉnh đã cơ bản xây dựng xong 272 nhà ở cho người có công và hộ nghèo tại hai huyện Ân Thi và Phù Cử. Đợt 2, tỉnh dự kiến sẽ thực hiện giả soát hỗ trợ xây mới nhà ở cho khoảng 800 hộ. Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu 8 huyện thị xã, thành phố còn lại tập trung đẩy nhanh tiến độ phấn đấu hoàn thành xây nhà ở cho các hộ đợt 1 trong tháng 5 năm 2020, đồng thời tập trung giả soát đợt 2 theo tiêu chí quy định, phấn đấu hoàn thành xây nhà ở cho các hộ xong trong tháng 8 năm 2020. Các đơn vị địa phương phải tập trung tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện, bố trí cấp kinh phí hỗ trợ kịp thời đẩy mạnh tuyên truyền kêu gọi sự chung tay vào cuộc của cả cộng đồng để các hộ nghèo và người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở được hỗ trợ với mức cao nhất